đồ chiến bộ. Bắt đồ chiến bộ. Ra sân tập trung. Ai? Cô ai? Dám giấu hả? Chắc tụi tôi. Ngồi xuống. Đây là sách cấm, không được lưu hành. Nhưng mà nó là của tôi. Mặc cái nào anh có? Đó là trách nhiệm của cán bộ. Lập biên bản và tiêu hủy. Cái này không được. Kim loại. Đứng lại. Đây là kim loại. Chào cán bộ. Mắm à? Còn gì nữa không? Đây là kinh thánh. Sách cấm không được mang vào. Nhà xuất bản tôn giáo. Nguyên tắc không được gửi. Nhà nước cho xuất bản tại sao cấm? Các đoạn phim vừa rồi thì tôi có cảm nghĩ là ở trong trại giam á, đã giam người ta rồi mà còn muốn giam luôn những cái đời sống riêng tư và nhất là cái đời sống tâm linh của người ta nữa, thì tôi thấy là nó quá bất bình, vì đó là đời sống thiêng liêng và đời sống của tâm linh của mỗi người, họ có quyền. Và tôi cảm thấy là cái việc mà cấm mà không mang kinh thánh và đốt kinh thánh như vậy là không đúng với đạo lý. Cái hành vi của một cán bộ trại giam mà đốt kinh thánh á, sai trái, trái với đạo lý làm người nữa. Một tù nhân, một người đã họ đã dám đưa một cái kinh thánh vô nhà tù, có nghĩa là hướng về một đức tin riêng của họ. Mà hành vi một cán bộ mà đốt kinh thánh như vậy cho thấy là nó không đúng. Tại vì dù pháp luật hay một cái hiến pháp như thế nào nè, không cho phép phỉ báng một tôn giáo như thế. Nếu mà thật sự nó là một pháp luật hay hiến pháp không cho phép đem kinh thánh vào quần giam, thì tôi nghĩ cách tốt nhất là cán bộ hay nhà tù thì gọi là giữ một cái cuốn kinh thánh để nó một ngày nào đó, để mà phạm nhân hay tù nhân đó, người ta về người ta còn giữ được một cái cuốn kinh thánh đó. Thì tới hành vi đó là tôi thấy là hoàn toàn trái đạo lý, chứ tôi chưa nói đến pháp luật. Yeah. Một người mà bị giam giữ đó thì có hai trường hợp. Thứ nhất đó, họ là
bị can, bị cáo và thứ hai họ đã trở thành phạm nhân. Thì mặc dù họ là bị can, bị cáo hay thậm chí là phạm nhân đi chăng nữa thì họ vẫn là con người và họ có quyền như là một con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo. Bởi vậy cái hành động mà đốt kinh thánh đó là không những vi phạm quyền con người về mặt pháp luật mà cả về cái niềm tin bên trong của con người nữa. Trước tiên chúng ta phải suy nghĩ lại mục đích nhà tù có để làm gì. Nhà tù có là để giam giữ những người phạm tội nhằm ngăn ngừa những hành vi xấu mà họ có thể tiếp tục gây ra cho xã hội. Và sau đó, qua cái thời gian họ bị giam giữ đó, họ có thể được huấn luyện, được giáo dục để trở thành người tốt hơn, và sau đó sẽ trả lại họ với cộng đồng xã hội. Do đó trong nhà tù cần phải có nhiều cái phương tiện gọi là giáo dục, tôn giáo, sách vở tôn giáo, thực hành tôn giáo là một phương thế giáo dục lương tâm, giáo dục tâm hồn, và từ đó giúp cho điều chỉnh nhân cách con người cách tốt nhất. Cái điều thứ hai mà chúng ta phải lưu ý, một người gọi là phạm nhân hoặc là tù có bản án hợp pháp thì họ chỉ bị hạn chế một số quyền công dân, ví dụ như không được tự ứng cử và không được nhận đề cử của người khác trong các cuộc bầu cử hội đồng nhân dân các cấp hay là đại biểu quốc hội. Ngoài ra họ bị hạn chế về vấn đề nơi cư trú và đi lại, còn tất cả những quyền công dân khác họ vẫn còn nguyên. Và nhất là về nhân quyền thì không có một quyền nào họ bị tước đoạt cả, mà tự do tôn giáo là một trong những nhân quyền được hiến định. Do đó khi các trại giam không cho người nhà gửi kinh thánh vào và tịch thu kinh thánh, đốt tiêu hủy kinh thánh là phạm pháp vi hiến.